Xin chào tất cả các anh em. Rất vui gặp lại các anh em trong video clip ngày hôm nay. Và hôm nay AduCâu xin giới thiệu đến các anh em một cái mẫu dây BA X8 hay gọi là dây dù 8 lõi của thương hiệu Bulava. Dây Bulava Vinmax Pro X8. Đây là mẫu dây mới của Bulava sản xuất năm 2022 theo cái công nghệ của Nhật Bản. Thì nếu các anh em nào mà đã sử dụng qua dây của Bulava thì chắc anh em đã biết cái mẫu dây Bulava Vinmax LX8. Đây là cái mẫu dây sản xuất năm 2019 và các anh em sử dụng rất là nhiều. Nhờ các anh em sử dụng và ủng hộ rất là nhiều cho nên cái mẫu dây này hiện nay vẫn còn tồn tại ha, và vẫn còn bán. Nói về chất lượng thì cái mẫu dây này xài khá là ổn định, không bị xù lông ha, và rất là ít nổ sản. Cái màu thì sử dụng trong một thời gian dài thì cái màu nó hơi ngã một xíu, thì tuy nhiên cái vấn đề ngã màu một xíu thì không quan trọng, quan trọng là cái mẫu dây xài ổn định, không bị nổ sản. Thì với cái Vinmax Pro thì đây là cái mẫu dây nâng cấp và sản xuất theo một cái công nghệ tiên tiến hơn. Thì nếu mà các anh em cầm và cảm nhận thì cái độ mịn của mượt của nó phải nói là cực kỳ tốt, có thể so sánh với cái mẫu dây của IGK luôn. Đây, thì mình cầm hai cái mẫu dây để xét lại các anh em có thể nhìn được. Thì với cái mẫu dây Bulava Vinmax LX8 và Vinmax Pro thì các anh em nhìn cái bề mặt dây ha, nó rất là mịn ha, mịn. Khi mà các anh em sờ cái cảm nhận của nó cực kỳ mượt luôn ha, cực kỳ mượt. Và một cái điều đặc biệt là cái mẫu dây Bulava, cái lực tải của nó khá là ổn định, cái lực sóc tốt, rất là ít khi nổ sản. Hiện tại cái dây Bulava Vinmax Pro có một cái màu xanh lá này thôi nha các anh em. Và có 4 size. Size 1.5. Đây, cuộn dây của nó là 150m. Size 1.5, lực tải của nó là 30 lb. Size 2.0, lực tải là 40 lb. Size 2.5, lực tải là 42 lb. Size 3.0, lực tải là 45 lb. Thì đây là cái mẫu dây nâng cấp từ cái mẫu dây Bulava Vinmax ha, sản xuất năm 2022, sản xuất theo cái công nghệ của Nhật. Và cùng thời với dây Bulava Vinmax Pro còn một cái mẫu dây có thể nói là đầy hứa hẹn, đó là dây Bulava Promax Ultra BX8. Trong cái video sau, AduCâu sẽ giới thiệu đến các anh em cái mẫu dây này. Các anh em hãy nhấn đăng ký kênh, subscribe kênh để theo dõi những cái video giới thiệu những cái sản phẩm mới nhất. Cảm ơn tất cả các anh em. Hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.